đi trà canh giả tay đứng tận nơi tận chỗ. Trời ơi, hình như em đã bắt gặp anh ấy tại những trung tâm thương mại rồi. Giáp thân lực phát huy ngày hôm nay sẽ khoác cho mình một bộ suit màu trắng rất lãng thưởng, rất quý ông. Và ngay bây giờ chúng tôi muốn kiện ngày hôm nay rất là dễ thương và rất là đàn ông. Chưa một lần trong đời anh ấy đàn ông như bây giờ. Và chắc là cũng gặp Nam thân lực Nam ngoài thi ngày hôm nay vừa tròn 35 kg không anh? Đàn ông, lãng tử, thất lực, không chừng là những gì làm Việt Nam không quý vị. Và chúng ta cùng chào đón một hot boy nữa, Michael Mung. Thì đẹp, tên thiệt là Diễm. Còn về anh ấy đã đổi tên là Michael Rô, là Michael Rô, mặc rô. Đàn ông ơi anh ơi, đàn ông nhất có thể đi anh ơi. Trời ơi, vừa mới đàn ông mà già luôn rồi trời. Yeah.
cảm nhất ạ. Bây giờ mọi người dò sâu tiếp ạ. Ngày hôm nay chị lấy niềm tin ở đâu mà chị mang một cái hình dạng như thế này đến? Đây là những món đồ đàn ông còn sót lại cuối cùng ở trong nhà. Mới đi dọn về.